Dạ xin kính chào bà con nông dân và các bạn Chào mừng bà con nông dân và các bạn đã quay trở lại với kênh Giá Lúa Gạo Mới Nhất Đây là nơi bà con nông dân và các bạn có thể tham khảo được giá cả lúa gạo mới nhất trên thị trường trong và ngoài nước Lời đầu tiên xin chúc cho bà con nông dân và các bạn được nhiều sức khỏe vụ mùa, mùa bội thu chúng mua được giá Nếu đây là lần đầu tiên đến với kênh xin hãy nhấn vào nút đăng ký màu đỏ bên cạnh Nhấn vào cái chuông chọn tất cả để không bỏ lỡ những video mới nhất mà chúng tôi đưa lên Xin cảm ơn bà con Thưa bà con Giá nhiều loại lúa tại đồng bằng sông Cửu Long hiện tăng trở lại từ 100 đến 300 đồng 1 kg so với cách nay khoảng 2 tuần. Tại thành phố Cần Thơ và nhiều tỉnh lân cận như Hậu Giang, Vĩnh Long, An Giang, lúa tươi ER50404 vụ thu đông 2021 được nông dân bán cho thương lái và các doanh nghiệp ở mức 4.500 đến 4.700 đồng 1 kg. Lúa tươi OM5451 OM 6976 có giá từ 5.000 đến 5.400 đồng 1 kg. OM 18 ở mức 5.500 đến 5.600 đồng 1 kg. Lúa đài thơm 8 và RVT ở mức 5.600 đến 5.800 đồng 1 kg. Nàng hoa chín giá từ 6.000 đến 6.100 đồng 1 kg. Giá lúa tăng do nhu cầu chế biến gạo xuất khẩu tăng và giá gạo xuất khẩu của nước ta cũng tăng so với tháng trước. Giá gạo 5% tấm xuất khẩu đặt ở mức 433 đến 437 USD trên 1 tấn tăng khoảng 3 đến 7 USD một tấn so với trước. Thời điểm này, nhiều tiểu thương và doanh nghiệp tăng cường mua lúa gạo để chuẩn bị phục vụ thị trường cuối năm và Tết Nguyên đán 2022. Dự báo, giá nhiều loại lúa có khả năng còn tăng trong thời gian tới do nhu cầu tiêu thụ tăng và nguồn cung giảm nhiều khi địa phương bước vào cuối vụ thu hoạch lúa thu đông 2021. Qua 8 tháng năm 2021, nước ta đã xuất khẩu gạo được 3,9 triệu tấn đạt kim ngạch 2,1 tỷ đô la, riêng lượng gạo xuất khẩu trong tháng 9 năm 2021 ước đạt khoảng 500 đến 550.000 tấn. Thì Bộ Lương tự Việt Nam năm nay nước ta dự kiến xuất khẩu khoảng 6 đến 6,2 triệu tấn gạo các loại với kim ngạch đạt khoảng 3,3 tỷ USD. Thưa bà con, giá lúa gạo hôm nay tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long tiếp đà ổn định từ đầu tuần tới với các loại lúa riêng gạo nguyên liệu và thành phẩm xuất khẩu xu hướng tiếp tục tăng, hiện nhu cầu hỏi mua lúa thu đông nhiều hơn, nông dân chào giá tăng nhẹ. Tại An Giang, giá lúa tiếp tục giữ ổn định, ngày thứ ba liên tiếp, kể từ đầu tuần. Hiện IR 50404 tươi có giá từ 4.500 đến 4.700 đồng một kg. Lua OM 9582 tươi 4.800 đến 4900 đồng một kg. đại thơm 8 giá 5.700 đến 5.800 đồng một kg.

nàng nhan khô 11.500 đến 12.000 đồng 1kg Tại Sóc Trăng, giá các loại lúa vẫn ổn định như OM 4900 ở mức 7.500 đồng 1kg OM 6976 có giá 6.500 đồng 1kg ST24 là 8.050 đồng 1kg Đại Thơm 8 là 7.300 đồng 1kg Tại Kiên Giang, IR 50404 phổ biến ở mức 4.700 đến 4.800 đồng 1 kg. OM5451 là 5.100 đến 5.200 đồng 1 kg. Đài thơm 8 giá 5.900 đến 6.000 đồng 1 kg. OM18 giá 6.100 đến 6.200 đồng 1 kg. Cạo giặc min có giá từ 6.200 đến 6.300 đồng 1 kg. Nhìn chung, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đã dứt điểm thu hoạch lúa hè thu, hiện đang bước vào thu hoạch sớm lúa thu đông và dự kiến sẽ thu hoạch chính vụ từ cuối tháng 10 năm 2021. Đặc biệt do gần đây thương lái hại mua lúa thu đông nhiều hơn nên nông dân chào giá cũng tăng nhẹ. Với giá gạo hôm nay xu hướng tăng khi gạo nguyên liệu er 50404 ở mức 8.200 đến 8.250 đồng 1 kg, gạo thành phẩm er 504 là 9.250 đến 9.300 đồng 1 kg. Tấm loại 1 er 504 ở mức 7.700 đến 7.800 đồng 1 kg và cám vàng ở mức 7.600 đến 7.700 đồng 1 kg. Đối với gạo, bán tại các chợ lẻ An Giang tiếp tục ổn định. Gạo thường có giá từ 10.500 đến 11.500 đồng 1 kg, gạo nàng nhen 20.000 đồng 1 kg, gạo thơm thái hạt dài 17 đến 18.000 đồng 1 kg, gạo hương lài 18.000 đồng 1 kg, gạo trắng thông dụng 15.000 đồng 1 kg, gạo sóc thường 11 13.500 đến 14.000 đồng 1 kg, sóc thái 18.000 đồng 1 kg, thơm Đài Loan 20.000 đồng 1 kg, gạo giặc min từ 15 đến 16.000 đồng 1 kg, nàng hoa 18.000 đồng 1 kg, cám 8.000 đồng 1 kg và gạo nhật 20.000 đồng 1 kg. Đối với gạo xuất khẩu liên tiếp giữ giá trong các phiên giao dịch gần đây ở mức cao gồm gạo 5% tấm của gạo 5% tấm có giá từ 433 đến 437 USD trên 1 tấn. Gạo 25% tấm có giá từ 403 đến 407 USD trên 1 tấn Gạo 100% tấm ở mức 338 đến 342 USD trên 1 tấn và gạo giác có giá từ 583 đến 587 USD trên một tấn. Đáng chú ý, giá gạo xuất khẩu loại 5% tấm của Việt Nam hiện đã nới rộng khoảng cách so với gạo Thái Lan, Ấn Độ, Pakistan. Cụ thể vào thời điểm giữa tháng 8, gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán với giá 393 đến 397 USD trên một tấn thấp hơn giá bán của Thái Lan là 8 USD trên một tấn. Nhưng cao hơn Ấn Độ, Pakistan lần lượt là 25 và 40 USD trên một tấn. Tuy nhiên, thời gian gần đây, giá chào xuất khẩu của Việt Nam, Việt Nam đối với phân khúc gạo 5% tấm tiếp tục tăng đã vượt qua mức giá bán của Thái Lan cao hơn 40 9 USD trên một tấn và tiếp tục bỏ xa Ấn Độ, Pakistan với mức lần lượt là 68 và 55 USD trên một tấn. Thưa bà con, bản tin về giá cả lúa gạo hàng ngày của kênh Giá lúa gạo mới nhất đến đây xin tạm dừng. Bà con xem tin tới hay thì xin hãy chia sẻ thông tin này đến cho nhiều người cùng xem. Xin cảm ơn bà con. Chúc bà con luôn được nhiều sức khỏe vụ mùa bội thu. Xin chào và hẹn gặp lại vào bản tin ngày mai.